tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Vì giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Cần đôi tay ôm lấy em và ra đêm để những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng rơi ấm hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày,
chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn lại. Được mắt và tiếng chung gia đình này hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Chào xin vị chứng minh đây là chị đẹp. Cho nên mong lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Để trình lễ và cho cái phần của mình là xin được là cho mời nhập gia cho. Nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn hạnh và nắng vàng. Cùng rơi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, những bình yên khi bé. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Với một tình nghĩa để kết bó tham gia với nhau qua sự tìm hiểu của hai cháu và là chú rể, xin trân trọng giới thiệu với hai họ để biết cháu của mình. Cái phần để nếu đã trao rồi phần nữ trang hoặc là hỗ trợ trên cái tinh thần thu gia về mặt là gọi là mình tiền đồng tiền nắp thì nếu đã thông qua rồi thì hai thông gia khỏi phải trình. Còn nếu đã để tới ngày hôm nay mình trình giữa hai họ thì xin phép bắt đầu để trao quà cho. Bên nhau như câu với trời, ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi cua
cười mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, tiếp nhận sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tông, ngày đôi buông mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Này khăn đông đội tông, này đôi buông mộng mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Cho hai con là hai chúng ta có già 18, hai cây 2 và 18, một xe hết 3 tủ quần áo, rồi ba thì cho là con gái một dĩ vàng 24, và hai thì gọi là còn con rể một dĩ vàng, là tổng cộng là 2 dĩ vàng 24. Theo là bây giờ tới phần làm lễ từ đường đã xong, lễ thủ quyền và lễ Phật, thì bây giờ xin được bắt đầu làm lễ tại đường. Thì bây giờ trước tiên là xin kính mời là nếu ông nội bà nội, rồi bên mẹ thì ông ngoại bà ngoại nếu có, và gia cấp ông bà ông hai thì tới ông út xin phép để cho cháu nó nhận miếng đục lễ ngày hôm nay, cho cháu lại nó biết. Thì kính mời nếu bên nhà gái ông nội bà nội thì theo tôi biết là tại vì có em dâu bên con, bên con này bên cưng đó là ông ngoại bà ngoại, còn bà ngoại phải không, rồi còn ông giai cấp nào ông nữa không, trong gia tộc họ. À, nếu vậy thì xin kính mời con dâng ruột cho ông ngoại mất, thì còn bà ngoại rồi mình giữ tại đó nhìn nhìn con chung nha. Mấy năm nha, có cháu được hạnh phúc nha. Rồi.
chứ khỏe. Đây, chọn ai đi bao từng chút gác trên là đường đường là hai đài. Còn nữa chút chút phải cho ba cái nữa. Thương cô gái bên sông, nhà em gần ngay làng bên, cách mấy xóm nghèo. Ngày xưa thường qua nhà nhau. Bây giờ cho phép con mình nó đại diện một ông bà. Bây giờ nếu bên đây là ông ngoại hay là ông nội, nếu có, còn ông ngoại bà ngoại còn thì bây giờ là đại diện hai người thì con hai con cũng đủ. Dạ thưa, như vậy là cho cháu hỏi là cái này là ông nội hay ông ngoại? Bà nhãn rủ nó qua đây giùm con. Rồi giữ lấy giùm con nhé. Giờ nó đóng kính rồi. Rồi nhìn con. 2, 3, rồi. Dạ đúng rồi. Ông bà đã xong. Thì bây giờ cho hai cháu được làm lễ dân dụng cha mẹ của ngày đi vui vẻ của cháu. Dạ. Rồi. Bây giờ con cho cha. Rồi mình nhân con này nhé. Nhân con 2, 3. Rồi 2, 3 nếm con rồi nhìn. Được nha. Cái hết trơn luôn đó. Uống hết rồi phải. Quá. Rồi 1 cá đồng nhau. Rồi 1, 2. Rồi mẹ đi nha, công ơn của mẹ nó bao la lớn hơn ba nhiều lắm. Rồi nhìn con nè, 2, 3 rồi. Rồi nhìn đẹp rồi. Rồi một xá xuống con. Rồi cùng hội đồng gia tộc hai họ thì bây giờ về cái vấn đề á, chúng tôi xin phép hỏi là mong chầu được dỡ hôm nay hay là chờ ba bữa về bái. Nếu hôm nay thì cho xin phép hai vợ chồng lại đây làm phần mong chầu. Bây giờ là cho dỡ hôm nay. Rồi xong. Ta bên nhau đến suốt đời, mặc cho đời lắm sóng gió, mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta sinh thêm mấy nhóc thì một gia đình nhỏ ấm áp, cần gì hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta yêu thương đến lúc già, biển xanh dù có hoa đá thì tình ta chẳng vội phá. Phần lễ và nghi lễ đã xong. Thay mặt họ nhà gái, tôi cũng vô cùng trân trọng quý mến nghĩa cử và tình của họ nhà trai đã có cho gia đình chúng tôi được một ngày vô cùng vinh dự. Và để cho hai cháu nên nghĩa vợ chồng sống trong xã hội bất cứ trường hợp nào, hai cháu đã thể hiện một tình cảm thương yêu chân chính không vượt khỏi dòng lễ giáo. Một ly rượu lễ và nghĩa ngày hôm nay đã làm cho hai thông gia gắt chặt và hai cháu nên nghĩa vợ chồng. Thì cái phần của hai cháu cũng đã trọn lễ và nghĩa với vợ chồng ngày hôm nay. Nếu trong buổi lễ có gì sơ suất thì xin nhà trai và quý vị gia tộc cũng thông cảm cho. Và một lần nữa thì vô cùng gắn bó và chân thành cảm ơn họ nhà trai đã cho mình đến đây. Nhân thánh mà nhập tuyệt hay gì? Dạ. Bây giờ là cái phần nghi lễ và lễ mình đã làm xong. Thì đại diện thay mặt họ nhà gái, chúng tôi xin mời họ nhà trai qua dùng một buổi tiệc thân tình với họ nhà gái chúng tôi. Và mình để tới đây là kết thúc. We'll be right back.
ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trong phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xui giờ đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Theo em từng ngày, đóa hoa đẹp tươi giữa muôn trùng khơi đi tìm ai. Rằng em đâu hay biết khi màn đêm ghé ngang qua nơi này, tan thành mộng mơ nắm tay nàng đời như thơ. Dìu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời, gặp em trong giấc mơ. Oh,
Hai Họ cùng toàn thể tất cả các vị khách quý đã có mặt ngày hôm nay để tham dự buổi lễ tu quy của cô dâu Ánh Loan Sánh Nguyên cùng chú rể Mạnh Phi. Và lời nói đầu tiên, cho phép Thùy Trang xin được thay mặt cho Hai Họ cùng cô dâu và chú rể cùng những người thực hiện chương trình Âm Thanh Ánh Sáng Quế Chi xin gửi đến tất cả quý vị hiện diện trong buổi tiệc hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và Mạnh Phi sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau và được sự đồng ý của đôi bên gia đình đã chính thức chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ phu quy. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng gặp gỡ với những hình ảnh đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, cô dâu Cao Hà Ánh Loan và chú rể Phạm Mạnh Phi. Và quý vị, dựng vợ gả chồng là trách nhiệm và bổn phận và cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ. Và ngày trọng đại hôm nay thật sự có ý nghĩa và thật sự trọn vẹn khi có được sự chứng kiến và dìu dắt của các đấng sanh thành. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Cao Tấn Việt và bà Hà Thị Kim Thanh đến từ khóm Đông Thành B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang đại diện cho chủ hôn họ nhà gái. Và xin một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt của quý vị để cũng xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Mạnh và bà Lê Thị Mỹ Trang đến từ khóm Đông Thành B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang đại diện cho chủ hôn hội nhà trai. Và xin một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt của quý vị. Em về làm dâu và đại diện Hai Họ cùng cô dâu và chú rể xin gửi đến tất cả quý vị quan khách một lời chào thân thương nhất. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã hiến chút thời gian quý báu của mình đến tham dự chung vui cùng gia đình chúng tôi. Và trong lúc tiếp đón có điều chi sơ sót, mong tất cả quý vị hãy vì tình thương mến thương dành cho gia đình mà hãy niệm tình bỏ qua cho. Xin trân trọng cảm ơn một lần nữa. Và giờ đây để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể tiến đến tháp ly để đến với nghi thức rót rượu sâm banh. Em như một chén rượu đầy là chén rượu cay, anh xin nhấp cạn để say suốt đời. Và chúng ta đang chứng kiến hình ảnh của đôi ương đăng tay trong tay cùng chung tươi thắm và những dòng mật ngọt sẽ điểm tô cho hương vị cuộc sống mai sau. Rượu nồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau. Thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Có con, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Và giờ đây, để tỏ lòng tri ân đến cha mẹ đôi bên gia đình, xin mời cô dâu và chú rể hãy dâng những ly rượu hiếu, rượu tình lên đến sông thân hai bên để tri ân công ơn sanh thành và dưỡng dục. Nước biển mênh mông, không đông đầy tình mẹ, cá che chở đời cha.
cùng ly với nhau để từ rồi hai bác gái rồi nhìn con hai ba rồi. Vâng, và xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng đan tay nhau để nâng ly uống rượu giao bôi. Hãy cùng nâng ly thật cao ạ, để chúc phúc cho đôi hôn nhân của chúng ta có được không ạ? Vâng, à, 1, 2, 3, vô! Vâng, và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến đến thắp bánh để đến với nghi thức cắt bánh hạnh phúc. Thê vui mừng hạnh phúc ngày về bên nhau. Cô dâu và chú rể, và quý vị cũng thấy là cô dâu Ánh Loan và chú rể Mạnh Phi của chúng ta rất là hạnh. Và quý vị thân mến, và để chứng tỏ tình yêu của chú rể Mạnh Phi dành cho cô dâu Ánh Loan thì cũng như theo yêu cầu của tất cả quý vị, thì chú rể Mạnh Phi sẽ có một nụ hôn thật nồng nàn dành cho cô dâu Ánh Loan. Và xin một tràng pháo tay của quý vị dành cho chú rể của chúng ta có được không ạ? Và xin được đến chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn và đầu nghĩa phu thê. Và xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng trở về bàn tiệc để chiêu đãi những vị khách thật thân thương của mình. Và Thùy Trang cũng xin được đến chúc cho tất cả quý vị sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng, luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào. Đưa theo dọn vang muôn nắng, vẫn mong rằng em ở cạnh tôi. Giờ từng đêm qua đi lòng anh thêm xuyên xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha, mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lánh trên tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu, không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu, tính toán trong đầu nhất quyết đón em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm rượu 5 lít bia 50 lon, động phòng ăn ai lo cút lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cút đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi
khi còn thơ yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh, thề một câu luôn khi yêu là cười. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mưng lâm, coi bối ngày ngày hài lâm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Và ngày ngày đời chờ bao bao nhiêu hoa, mấy câu hôm nào em
còn ngày đây. Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Thấy tôi một mình mà em ngồi nơi đây chờ bóng ai. Bóng tay ơi xin đừng đi nhé em. Bóng tay ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày mai có đi qua có những khóc mắt tôi vẫn nói với em này. Bóng tay ơi xin đừng đi cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày hát một câu. Ơi xin đừng đi nhé, bắt tay ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi này. Bắt tay ơi đi cha cha, hát vang lên ôi là hát cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Và cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng một trước hết là mình làm lễ Phật. Ừ,
rồi lễ của quyền rồi lễ phật, bây giờ cho phép cho được tiến hành làm lễ. Dạ. Ngày 18 tháng 2 của năm Nhâm Dần, gia đình có làm cái lễ là xuất giá cho cháu, xin cho cháu được cúng cung quyền ở trong ngày này. Năm 2022 con là ngày được. Dạ, cảm ơn là. Từ đại bi hộ độ cho cháu là Ánh Loan được nên duyên cầm sắc ngày đại xuất giá du quy. Nam mô A Di Đà Phật. Giữ cái tay hai ông bà ngó qua là chụp tấm hình này.
Rồi cũng ly vô ngó qua đây nè. Rồi nhìn ống kính cho con nói đi. Chụp hình cái. Rồi. Hôm nay thì Nhượng đến đây dự lễ xuất giá của con. Hôm nay Nhượng trước đưa tiên là tặng cho con ít. Tặng hôm đó mua cho con có tủ. Còn ít nữa tặng cho đủ luôn đó. Chúc con 10 triệu. Chúc con 8 triệu. Chúc con 2 triệu chắc 10 triệu. Chúc con 100 năm đầu bạc nha. Dạ. Cảm ơn. Hãy đồng nói với nó là cho con có tủ 10 triệu. Còn thế vui lời đỡ nè. À, nhìn con nè, cậu ơi. Bút đừng cười bút ơi. Rồi, nhìn con nè, nhìn thẳng ống kính giùm con. Nhìn thẳng ống kính giùm con nha. Hey, nhìn con. Rồi. Rồi, kiếm cho gì nói luôn. Cậu Út chưa, mở Út là chúc cho con, chúc cho hai con á là trăm năm hạnh phúc. Dân lông đầu bạc. Hỗ trợ cho nhau nha. Út với Mẫu gửi hai đứa tí quà cũng như là một lá thiên là đón vợ chồng á, là mình phải có cái sự nhường nhịn đó nghe con. Nhường nhịn nhau với nhau thì nó mới bền lâu. Rồi, về Út Vũ nhìn thẳng ống kính giùm con nha. 2, 2, 3, rồi. Lớn nữa. Chúc gì không? 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 Và cũng như thay mặt cho toàn thể gia đình là bác hai rất lấy làm vinh dự và vinh hạnh để nhận một cái trà gọi là con đã thể hiện được một cái tình và cuộc sống. Con đã đáp đền ơn cha mẹ bằng một cái nhà vũ quy xuất giá, làm rỡ mặt mày bao nhiêu họ hàng từ bên nội ở ngoại. Con đã không phụ lòng cha mẹ và được cái đám cưới để từ những cái ly trụ, những cái nhà, một sự vinh hạnh vô cùng quý báu. Thì bây giờ bác hai á gửi lời chúc trước tiên á là hai vợ chồng sống được trăm năm hạnh phúc, sự nhường nhịn yêu thương lẫn nhau ha, rồi để tạo một cuộc sống sau này để cho bằng đua theo người ta thì mình không biết sao, nhưng mà sống cho lại người ta chút xíu nha, dám nhường nhịn với nhau nghe con. Rồi, bác hai lại cũng là cho con. Bác hai ơi, cho con xin tấm hình nha. Rồi. Rồi. Rồi, bây giờ hai em rồi, là hôm nay nhận hai ly trà cũng vô cùng là quý báu của con đã đền ơn và đáp nghĩa đứng sinh thành. Dù không có bằng ai được nhưng mà thể hiện trên xã hội là đã đúng với mức độ là dạy con nên người, cháu nó không vượt khỏi dòng lễ giáo. Những ngày vui như vậy cha mẹ đàng hoàng ha. Rồi, hãy chào cô Linh rồi. Rồi, rồi, cho con. Rồi, giờ lại ba cũng lớn con này gì. Nha, con gái đứng lên. Là mãi theo chồng. Đó là bổ phận của đời con gái. Nha con. Nhưng chức giá theo chồng rồi thì con phải tổng ơn. Nha, thì cũng như nãy giờ ông bà và cô bác, anh chị đã từng nhắc nhở với con nha. Một lời nói con phải nhường nhịn với nhau để tìm được cái hạnh phúc và cuộc sống, cũng như nói mình dừng lên dù không ơn người ta nhưng mà mình cũng phải từ từ để bước nha con. Thì thôi đứng lên thì phải theo chồng, thì cũng gần đây mà đâu có gì đâu nha, con phải gán hạnh phúc trong năm nha. Dạ.
Vì giờ mà đó nha. Đấy. Chà với con. Rồi. Mà không biết chà để tôi đưa giải. Rồi cho xin lên tấm hình nha. Không, không ba cái, không mẹ cái giùm anh. Vậy nó rất là lạnh quá vô trong bền luôn. Không ba cái em. Ờ mà không. Rồi, rồi, rồi. Rồi, sao? Rồi, biết rồi, rồi biết rồi. Nấn. Nấn. Rồi biết rồi. Ủa vậy đâu? Vậy ông tính cái nào? Rồi, giờ nắm tính con nè. 2, 3, rồi. Đây, chị muốn đi trà, chị muốn đi trà cho cháu nha. Ngày hôm nay á, là ngày cuối cùng con ở gia đình con. Mai ngày xuất giá cho vợ chồng con, chị với Dưỡng cũng có một chút quà gửi tới vợ chồng con, chúc vợ chồng con ngày trong năm hạnh phúc. Mai về nhà chồng rồi thì cố gắng với nhiều nhịn nhau, cũng quán hạnh phúc nha con. Chúc mừng con. Rồi, nhìn chị hai nói lớn lên. Ủa vậy cho tiền chị hai dĩ cho bài chị hai luôn hả? Ôm chị hai đi kinh. Ôm chị hai nè. Rồi. Rồi hai chị hai ha. Hai quý bà, quý vị, cậu và mợ, toàn thể gia đình là cái phần để lại coi như là sức giá của cháu đã xong. Kính mời quý bà cũng có mọi chuyện trước tấm gia đình. Chúc mừng cháu thì đã mong chờ anh tới, xin cưới vào mùa xuân cho đời em thành vợ hiền, anh sẽ là chồng duyên. Cô bác đã đến dự buổi lễ vu vu của hai đứa, con xin cảm ơn.